Đây là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ heo khô biến tan một đời hư vô. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ heo khô biến tan một đời hư vô. Vinh quang của Chúa là chúng con sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Chúa là sự khổ heo của chúng con. Trái là ước mơ của Ngài, chỉ trong Ngài con mới được nở tươi, mới được hạnh phúc. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ heo khô biến tan thành một đời hư vô. Ân ban của Chúa hằng chứa chan trên cuộc đời con. Con cần phải sống một đời tươi mới đầy mến yêu. Yêu Chúa là ước mơ mỗi ngày, sống trong Ngài và với Ngài mọi nơi. Ôi đời đẹp tươi. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ heo khô biến tan một đời hư vô. Con nương tựa Chúa và thiên tha, xin Ngài gìn giữ cho cuộc đời con một lòng gắn bó với Ngài sớm hôm. Con muốn được Chúa luôn tanh liền, muốn được Ngài uốn nắn để đời con sinh nhiều hoa trái.
thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong thầy sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào nơi thầy không sinh hoa trái sẽ bị quăng ra ngoài và sẽ heo khô biên tan một đời hư vô.